Lexus LX570 không còn xa lạ ở phân khúc xe sang tại Việt Nam. Bên cạnh các lựa chọn SUV cỡ lớn như BMW X7 hay Mercedes GLS, chiếc LX570 2021 quý vị và các bạn đang xem thuộc phiên bản Super Sport. Chiếc Lexus LX570 Super Sport 2021 này được độ lại nội thất thành 4 chỗ ngồi, bổ sung thêm nhiều tính năng thư giãn cao cấp cho khoang ông chủ phía sau, động cơ giữ nguyên. Lexus LX570 Super Sport 2021 được đưa về Việt Nam phiên bản độ bởi MBS cũng đã có mặt để phục vụ nhu cầu của các đại gia Việt. Cũng giống đời cũ, phiên bản độ MBS đã thay đổi hoàn toàn khoang sau của xe từ 7 chỗ thành 4 chỗ, hàng ghế thứ 3 bị loại bỏ trong khi hàng 2 được làm lại bổ sung thêm các tính năng cao cấp. Chiếc LX570 Super Sport 2021 này cũng được MBS trang bị bầu trời sao trên trần. Đây là trang bị quen thuộc và rất nổi tiếng trên những mẫu xe của thương hiệu Rolls-Royce. Thương hiệu MBS sử dụng những bóng đèn LED nhỏ gắn vào trần xe, có thể đổi màu bằng một điều khiển riêng tạo nên hiệu ứng cực kỳ độc đáo và ấn tượng. Ở những trang bị khác, chiếc Lexus LX570 Super Sport 2021 phiên bản 4 chỗ này vẫn tương tự như những chiếc được đưa về trước đó. Nếu như tiêu chuẩn, hàng ghế thứ 2 có 3 chỗ ngồi thì trên phiên bản độ này được điều chỉnh lại chỉ còn 2 chỗ ngồi đi kèm nhiều trang bị tiện nghi. Thiết kế ghế ngồi cũng được MBS điều chỉnh lại với chất liệu da mới đục lỗ và theo hình quả chám như trên những chiếc Mercedes Maybach S-Class. Tựa đầu hàng ghế sau cũng được thêm chi tiết đệm cao cấp. Cả 4 ghế ngồi đều có khả năng chỉnh điện, tích hợp thêm các tiện nghi như massage, thông hơi, sấy, sưởi, đệm bắp đùi chỉnh điện. Hàng ghế sau có thêm rất nhiều khay để đồ, cụm điều chỉnh điều hòa tự động được di chuyển lên vị trí bệ tì tay. Từ hàng ghế thứ 2, người dùng có thể điều chỉnh ghế phụ trượt lên xuống bằng công nghệ điện. Do chỉ còn 2 hàng ghế thế nên khoang chứa đồ phía sau xe là cực kỳ rộng rãi. Mỗi hành khách ngồi sau cũng được bổ sung một màn hình giải trí 11,6 inch gắn tại tựa lưng hàng ghế trước. So với đời cũ, Lexus LX570 Super Sport 2021 có khác biệt lớn nhất chính là cụm lưới tản nhiệt ở phía trước. Đồ họa của các chi tiết nhựa màu đen được làm lại có phong cách giống như trên đàn AMG X460 2020. Cột A có thêm chi tiết ốc gắn dòng chữ LX570 trong khi đuôi xe có thêm 2 chụp ống xả giả trên cản tạo điểm nhấn. Bên cạnh logo Lexus tại đuôi xe cũng có thêm 2 chi tiết trang trí. Dòng chữ Super Sport gắn trên bậc lên xuống cố định và đuôi xe. Ở những điểm khác, đời 2021 vẫn giữ lại thiết kế như đời cũ đang nhận được nhiều sự yêu thích của người tiêu dùng trong nước. Lexus LX570 Super Sport nổi bật với bộ la răng hợp kim nhôm 21 inch 10 chấu, lưới tản nhiệt hình con suốt, cụm đèn pha 3 bóng LED cỡ lớn được tinh chỉnh nhẹ đồ họa, đèn LED ban ngày hình chữ L và đèn báo rẽ dạng tia theo ngôn ngữ thiết kế mới của Lexus. Cụm đèn hậu dạng LED thiết kế hình chữ L, tên xe có thêm chữ S ám chỉ bản Super Sport. LX570 Super Sport 2021 nhập Trung Đông vẫn sử dụng động cơ V85.7L sản sinh công suất tối đa 367 mã lực và mô men xoắn cực đại 530 nm, đi kèm với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh tiêu chuẩn. Xe được trang bị các tính năng hỗ trợ lái và an toàn từ phiên bản trước như chế độ lựa chọn đa địa hình, chế độ hỗ trợ vượt địa hình, chế độ hỗ trợ vào cua, turn assist, tính năng kiểm soát trợ lực lái biến thiên, VFC, 10 túi khí SRS tiêu chuẩn. Phiên bản 2021 còn được bổ sung những công nghệ an toàn hàng đầu như hệ thống cảnh báo điểm mù, BSM và hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, Rear Cross Traffic Alert, cảnh báo lệch làn và giữ làn, kiểm soát hành trình thích ứng. LX570 Super Sport 2021 cũng có camera 360 độ, bổ sung camera gắn trên kính sau xe hiển thị ở kính chiếu hậu bên trong. Không gian nội thất sang trọng của LX570 Super Sport vẫn đầy tiện nghi với hệ thống âm thanh vòm 19 loa Mark Levinson mang lại trải nghiệm âm thanh 3 giờ chiều sống động, với tính năng Bluetooth và chế độ AV trên điện thoại di động hay máy nghe nhạc cầm tay. Bên cạnh đó, xe được trang bị hệ thống điều hòa Lexus Climate Concierge LCC, 4 vùng độc lập tích hợp những công nghệ tiên tiến đầu tiên trên thế giới mang tới cho hành khách cảm giác thư giãn, thoải mái trên mọi hành trình. Vô lăng 3 chấu đi kèm tính năng nhớ vị trí được thiết kế tỉ mỉ và tinh tế với chất liệu gỗ, da thật được khâu nổi thủ công. Phía sau vô lăng là cụm đồng hồ analog loại Opticon kết hợp với màn hình trung tâm 4.2 inch nhỏ, gọn và tiện ích. Chính giữa những đường nét mạnh mẽ, kéo dài của bảng cabin là màn hình 1.2.3 inch với thiết kế sắc cạnh đa chức năng, giúp người lái dễ dàng nắm bắt thông tin, giải trí, hệ thống âm thanh, bản đồ, camera 360 độ. Sự sang trọng của Lexus LX570 còn đến từ những chi tiết nhỏ như đồng hồ analog GPS tự động, ngăn làm mát ở trung tâm ngăn chứa đồ hàng ghế trước, ổ cắm điện ở bên cạnh khoang hành lý, rèm che nắng sau.
Nếu quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn qua cửa hàng để xem xe và lái thử xe. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16, phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phụ trách kinh doanh, Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Tuấn. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Chúng tôi mua bán và nhận ship toàn quốc. Xin trân trọng cảm ơn.